Xin chào, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhận định bóng đá U20 Việt Nam, U20 Australia, 17 giờ ngày 1 tháng 3, chờ sao mai lóe sáng. Màn so tài giữa U20 Việt Nam và U20 Australia có thể cần sự tỏa sáng cá nhân để giải quyết trận đấu. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có quyền kỳ vọng vào Văn Trường, Văn Khang, Đình Tiến. Thông tin lực lượng U20 Việt Nam, U20 Australia. Bảy cầu thủ phải chia tay U20 Việt Nam gồm có Nguyễn Hữu Tuấn, Trương Chí Thiện, Trần Quang Vinh, Tiêu Trung Hiếu, Nguyễn Văn Tú, Vũ Văn Sơn, Nguyễn Phi Hoàng. Trong số này, trung vệ Vũ Văn Sơn và tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng bị chấn thương, không kịp bình phục để thi đấu. Văn Khang, Văn Trường, Vĩ Hào hay Quốc Việt, Đinh Xuân Tiến cũng là cái tên được kỳ vọng nhiều nhất giúp U20 Việt Nam tạo ra bất ngờ tại giải đấu châu lục. Trong đó Văn Trường hay Văn Khang hứa hẹn sẽ chơi bùng nổ tại giải đấu năm nay khi đã có những kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong màu áo của U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Gong Okun. Kết quả bốc thăm đưa U20 Việt Nam vào bảng đấu rất mạnh gồm những nền bóng đá phát triển hàng đầu châu Á là Australia, Qatar và Iran. Trong đó thì U20 Australia là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch Đội bóng đến từ châu Đại Dương đã 7 lần dự giải U19 châu Á, từng giành vị trí Á quân, 2 lần vào đến bán kết và 2 lần góp mặt ở tứ kết. Từ năm 2013 đến nay, U20 Australia không có vé dự World Cup nên họ làm tất cả để đi đến trận đấu cuối cùng. Trong danh sách 23 cầu thủ của Australia có đến 4 cái tên đang thi đấu ở châu Âu, gồm có tiền vệ Matt Robert Dent đã cho câu lạc bộ League 1 Charlton Athletic của Anh, hậu vệ Joshua Rollins Đá cho câu lạc bộ Utrecht của Hà Lan. Tiền đạo Jringrik đã cho câu lạc bộ AGF Aarhus của Đan Mạch và tiền đạo Gabriel Popovic đã cho câu lạc bộ Rus của Croatia. Đáng chú ý Joshua Rollins từng cùng U17 Australia dự vòng chung kết U17 World Cup 2019 và cùng U23 Australia dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Đội hình dự kiến U20 Việt Nam gặp U20 Australia. Bên phía Việt Nam ra sân có Văn Bình, Nguyên Hoàng, Mạnh Hưng, Đức Anh, Xuân Tiến, Đức Phú, Văn Khang, Văn Trường, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Vĩ Hào. U20 Australia ra sân dự kiến có: Badolato, Donnell, Ford, Madana, Drew, Goodwin, Oliveira, Popovic, Rorins, Simon và Wachowski. Nhận định U20 Việt Nam U20 Australia. Nhìn từ trận đấu với Dubai FC thua 0-1, U20 Việt Nam cần phải cải thiện khả năng dứt điểm. Các chân sút của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần phải tỉnh táo để thành công hơn trong những cơ hội được tạo ra, thay vì vội vàng để rồi bỏ lỡ đáng tiếc. U20 Việt Nam cũng chú ý đặc biệt tới những pha bóng bổng bởi đối thủ U20 Australia có thể hình lý tưởng, họ hiệu quả trong những pha bóng xuống biên rồi lật vào. Rõ ràng là U20 Việt Nam cần phải chơi áp sát, hạn chế những khoảng trống cho đối phương khai thác. Bên cạnh đó, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần phát huy được những phẩm chất kỹ thuật cá nhân. Nếu chơi phòng ngự an toàn, tận dụng được khe hở phản đòn cộng với sự lóe sáng của cá nhân, rất có thể U20 Việt Nam sẽ tìm thấy nụ cười. Huấn luyện viên Úc bất ngờ mong gặp phải khó khăn trước U20 Việt Nam. Huấn luyện viên Trevor Morgan mong sẽ có một trận đấu căng thẳng với U20 Việt Nam để kiểm tra năng lực của các cầu thủ U20 Việt Nam sẽ khởi đầu vòng chung kết U20 châu Á 2023 bằng trận gia quân ở bảng B gặp đối thủ là U20 Úc. Đây là đội bóng được đánh giá cao hơn đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đôi chút và chính thuyền trưởng của U20 Úc là huấn luyện viên Trevor Morgan cũng đã có những phát biểu cực kỳ tự tin ở buổi họp báo trước trận. Ông Trevor Morgan nói, Mục tiêu của chúng tôi trong mọi trận đấu là phải giành được chiến thắng. Tất cả những cầu thủ của U20 Úc đến đây đều hy vọng có thể vào chơi ở trận chung kết ngày 18 tháng 3. Việc khởi đầu giải đấu bằng một chiến thắng sẽ cực kỳ quan trọng, nhưng U20 Úc muốn chơi một trận thực sự ra trò. Chúng tôi sẽ đá trận ra quân với một đội chỉ xếp nhì bảng ở giai đoạn vòng loại và phải rất khó khăn mới có thể tiến vào vòng chung kết. Đó là tình hình của một tháng trước và tôi mong họ đã thay đổi và phát huy được những điểm mạnh của mình. Sẽ rất thú vị nếu U20 Việt Nam chơi bóng theo cách của mình và gây ra được nhiều khó khăn ở trận đấu tới. U20 Úc cũng sẽ cố gắng thi đấu hết mình ở trận đấu này. U20 Úc đến Uzbekistan để tham dự giải vào tuần trước và chúng tôi đã có một khóa huấn luyện rất tốt ở Tashkent. Toàn đội đang mong chờ quãng thời gian làm quen với sân thi đấu và cực kỳ háo hức trước khi bước vào trận mở màn có ý nghĩa quan trọng vào ngày mai với U20 Việt Nam. Huấn luyện viên Trevor Morgan cũng cho biết U20 Úc đã hoàn toàn thích nghi được với điều kiện thời tiết tại Uzbekistan. Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết U20 Việt Nam gặp một vài khó khăn do nhiệt độ ở khu vực Fergana khá lạnh, chỉ tầm 5 độ C, trong khi Việt Nam đang có thời tiết nóng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết hiện tại toàn bộ cầu thủ U20 Việt Nam đều khỏe mạnh. Trong danh sách chuẩn bị 23 cầu thủ chính thức của U20 Úc, có 4 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Matt Den ở Anh, Gabriel Popovic ở Croatia, Joshua Rollins ở Hà Lan và Jingrich ở Đan Mạch. Tuy nhiên, cùng từ năm 2013 tới giờ, Úc chưa thể tham dự vòng chung kết U20 World Cup. U20 Australia, thách thức đầu tiên của U20 Việt Nam tại giải U20 châu Á. U20 Việt Nam sẽ đối diện với nhiều thử thách khó khăn khi chạm trán U20 Australia trong trận mở màn tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. Vòng chung kết U20 châu Á 2023 là cơ hội để các đội tuyển có thể giành quyền tham dự U20 FIFA World Cup. Ở giải đấu lần này, U20 Việt Nam nằm chung bảng đấu với U20 Australia, U20 Iran và U20 Qatar. Đối thủ đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là U20 Australia. Đội bóng đến từ châu Đại Dương đã 7 lần dự giải U19 châu Á, từng giành vị trí Á quân 2 lần vào đến bán kết và 2 lần góp mặt ở tứ kết. Trước khi đến với vòng chung kết U20 châu Á, huấn luyện viên trưởng Trevor Morgan và các học trò đã có chuỗi thành tích ấn tượng khi giành chiến thắng trước các đội bóng là Iraq, Ấn Độ và Coes. Đến với sân chơi này, U20 Australia đặt mục tiêu giành vé dự vòng chung kết U20 thế giới. Để đạt được cột mốc trên, huấn luyện viên Trevor Morgan đã triệu tập những cầu thủ chất lượng nhất trong đội hình của mình. Vị huấn luyện viên Trevor Morgan cho biết, đội hình này gồm nhiều cầu thủ đã từng để lại dấu ấn khi chúng tôi tập huấn ở Qatar. Các cầu thủ cần có phong độ cao nhất cho giải đấu kéo dài 18 ngày với những đối thủ khác nhau. Từ năm 2013 đến nay, U20 Australia không có vé dự World Cup. Chính vì thế chúng tôi đặt mục tiêu có vé dự U20 World Cup từ giải đấu U20 châu Á lần này. Chúng tôi biết đây sẽ là thử thách khó khăn khi các đối thủ đều rất khó chịu, nhưng dĩ nhiên nó cũng là cơ hội để các cầu thủ nỗ lực và tạo nên lịch sử với tấm vé dự U20 World Cup. Chiến lược gia người Anh đã chọn ra những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất đang chơi bóng ở nước ngoài và giải vô địch quốc gia Australia. Trong danh sách 23 cầu thủ có đến 4 cái tên đang thi đấu ở châu Âu, bao gồm tiền vệ Matt Robert Den, câu lạc bộ League One Charlton Athletic của Anh, hậu vệ Joshua Rollins, câu lạc bộ Utrecht của Hà Lan, tiền đạo Rick, câu lạc bộ AGF Aarhus của Đan Mạch và tiền đạo Gabriel Popovic đá cho câu lạc bộ Rus của Croatia. Đáng chú ý, Joshua Rollins từng cùng U17 Australia dự vòng chung kết U17 World Cup 2019 và cùng với U23 Australia dự vòng chung kết U20 châu Á 2022. Anh được đánh giá là cầu thủ nổi bật nhất trong đội hình của U20 Australia ở thời điểm hiện tại. Nhận định về các đối thủ tại bảng B, tiền đạo Alexander Badolato cho hay Chúng tôi đã học được nhiều điều, đặc biệt là ở Tây Ban Nha, toàn đội đã thi đấu với đối thủ khó chơi ở châu Âu. Còn ở châu Á, phong cách thi đấu của các đội bóng hoàn toàn khác. Tôi nghĩ rằng vòng chung kết U20 châu Á 2023 là một thử thách đầy khác lạ. Các đội cũng biết cách chậm lại và làm chủ trận đấu rất tốt. Họ có hàng phòng ngự thực sự chắc chắn. Họ sẽ để bạn có bóng, nhưng họ cũng biết cách phản công rất tốt, nên điều đó có nghĩa là bạn luôn phải cảnh giác. Trong khi đó, tiền vệ Alessandro Lopin nói về mục tiêu của đội nhà. Đây là cơ hội tốt để thế giới thấy những gì tôi có thể làm và hy vọng U20 Australia sẽ thi đấu tốt đủ điều kiện tham dự vòng chung kết U20 World Cup. Đó là mục tiêu chính của đội bóng. U20 Việt Nam sẽ chạm trán với U20 Australia ở trận gia quân vòng chung kết U20 châu Á 2023 vào ngày 1 tháng 3 tại sân Isquilon ở Fergana của Uzbekistan. Thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.